4 ca tử vong mắc Covid-19 ở thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Tháp. Gọi đường dây nóng để được xét nghiệm Covid-19 tại nhà ở thành phố Thủ Đức. Đi siêu thị, giao hàng nội thành không cần giấy xét nghiệm Covid-19. Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh đề xuất tạm ngưng hoạt động 29 doanh nghiệp trong khu chế xuất Tân Thuận. Bình Phước, hơn 50 thanh niên tụ tập tại quán nhậu mừng sinh nhật giữa mùa dịch. Thành phố Hồ Chí Minh, trường học chuẩn bị sẵn cơ sở vật chất để làm nơi cách ly. Doanh nghiệp tại Long An phải tạm dừng, có 3 tại chỗ mới được phép hoạt động. Cách chức bí thư của nguyên cục trưởng cục thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh. Một phụ nữ gửi món quà lạ cho người dân vùng dịch ở thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị và các bạn đang theo dõi mục tin trong nước sáng ngày 12 tháng 7 của DKN TV và sau đây là các nội dung chi tiết. Thưa quý vị, Bộ Y tế Việt Nam chiều ngày 11 tháng 7 thông báo thêm 4 ca tử vong do Covid-19. Theo đó, ca tử vong thứ 113 là bệnh nhân số 13.099, là nam 79 tuổi, có địa chỉ ở quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, có tiền sử bệnh lao phổi đã hoàn thành điều trị, đái tháo đường type 2. Ca tử vong thứ 114 là bệnh nhân số 12.967, là nữ 61 tuổi, có địa chỉ ở quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, chưa ghi nhận bệnh lý nền. Ca tử vong thứ 115 là bệnh nhân số 19.943, 61 tuổi, là nữ, có địa chỉ tại thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, có tiền sử đái tháo đường tuyếp 2, suy thận mãn tính. Ca tử vong thứ 116 là bệnh nhân số 20.043, 65 tuổi, là nam, có địa chỉ ở huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, có tiền sử tai biến mạch máu não, đái tháo đường tuyếp 2. Như vậy, trong đợt dịch thứ tư này đã có 81 trường hợp tử vong, Tổng số trường hợp tử vong kể từ đầu dịch COVID-19 xuất hiện đến nay là 116 trường hợp. Chuyển sang một cập nhật đáng chú ý. Người dân ở thành phố Thủ Đức khi có triệu chứng có thể gọi điện vào đường dây nóng để được cơ quan chức năng đến tận nhà lấy mẫu xét nghiệm tầm soát COVID-19. Chiều ngày 11 tháng 7, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh vừa thiết lập và công bố vận hành đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh để kịp thời lấy mẫu xét nghiệm lưu động tại nhà cho người dân khi có dấu hiệu nhiễm bệnh COVID-19 số điện thoại đường dây nóng 0854 38 34 38, vận hành 24 trên 24. Thời gian vận hành đường dây nóng này bắt đầu từ 13 giờ 30 phút ngày 11 tháng 7. Người dân có thể phản ánh thông tin y tế của mình khi có dấu hiệu nghi ngờ nhiễm bệnh COVID-19 để được hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm tại nhà thông qua các đội phản ứng nhanh của các phường cũng trong ngày 11 tháng 7, trên mạng xã hội đã lan truyền một clip ghi lại việc một cảnh sát giao thông đang thông báo cho người dân đi qua chốt kiểm soát dịch tại nội thành thành phố Hồ Chí Minh phải mang theo giấy xét nghiệm COVID-19 âm tính. Theo đoạn clip này, một cảnh sát giao thông đã hỏi người dân: "Đã test COVID-19 tại địa phương chưa? Nếu chưa thì phải liên hệ công ty, cơ sở y tế để test, lấy giấy xác nhận âm tính để đi chợ, đi siêu thị, giao hàng. Nếu không sẽ bị phạt 2 triệu đồng." Người cảnh sát giao thông này nói: Giấy đi đường chỉ xác nhận các bạn đang đi làm việc chính đáng thôi, chứ không xác nhận bảo đảm y tế. Cảnh sát giao thông này hướng dẫn và đề nghị người dân có thể chụp lại giấy xác nhận đó. Clip này được cho là tại chốt kiểm soát dịch đầu đường Nguyễn Văn Luông ở quận 6 thành phố Hồ Chí Minh, khu vực vòng xoay Phú Lâm. Về vấn đề này, nguồn tin từ công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, việc yêu cầu giấy xét nghiệm âm tính chỉ trong trường hợp người dân phương tiện đi qua 12 chốt kiểm soát chính ra vào cửa ngõ ở thành phố. Công an thành phố đã chỉ đạo công an các quận huyện kiểm tra giấy xác nhận của cơ quan đơn vị. Nếu có giấy này thì người dân sẽ được phép đi qua các chốt nội thành. Lãnh đạo một đội cảnh sát giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết, lực lượng chức năng không yêu cầu giấy xét nghiệm Covid-19 khi đi qua các chốt liên quận, liên phường. Cảnh sát giao thông chỉ kiểm tra giấy xác nhận đi đường của cơ quan, đơn vị theo quy định của thành phố và các giấy tờ tùy thân, giấy tờ xe đúng với quy định. Vị này khẳng định Chúng tôi chưa thấy có chỉ đạo về việc phải cần giấy xét nghiệm Covid-19 khi đi qua các chốt kiểm soát trong nội thành, nếu từ tỉnh này qua tỉnh kia thì mới cần. Lãnh đạo đội cảnh sát giao thông cũng thông tin, đối với các trường hợp đi chợ, đi siêu thị, mua thức ăn thực phẩm cần thiết thì lực lượng chức năng sẽ hỏi nơi cư trú của người đó. Nếu người đó cư trú ở quận A mà sang quận B mua đồ thì nên hạn chế, hoặc cư trú ở phường A mà phải sang tận phường B mua đồ cũng không nên. Vị này phân tích thêm Đội trưởng một đội cảnh sát giao thông khác trên địa bàn thành phố cũng khẳng định không có yêu cầu kiểm tra giấy xét nghiệm Covid-19 âm tính khi qua chốt kiểm soát dịch nội thành. Kính thưa quý vị, trong ngày 11 tháng 7, Ủy ban nhân dân quận 7 thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh và công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Thuận thông báo đến 29 doanh nghiệp trong khu chế xuất Tân Thuận có các trường hợp công nhân nghi nhiễm với Covid-19, tạm thời phong tỏa, cách ly y tế để kiểm soát dịch bệnh đồng thời xem xét tạm ngưng hoạt động sản xuất đối với 29 doanh nghiệp này và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định. Việc xem xét tạm ngừng hoạt động của các doanh nghiệp trong khu chế xuất Tân Thuận là nhằm kịp thời hạn chế nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 trong khu chế xuất và ra cộng đồng. Khu chế xuất Tân Thuận có 250 công ty với khoảng 60.000 người lao động. Trước đó vào ngày 9 tháng 7, đã có hai doanh nghiệp trong khu chế xuất Tân Thuận với tổng cộng gần 2.000 công nhân quyết định tạm ngừng hoạt động 15 ngày để phòng dịch. Đồng thời, vào ngày 6 tháng 7, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 quận 7 đã ra văn bản về thiết lập cách ly y tế vùng có dịch COVID-19 đối với phường Tân Thuận Đông, một phần phường Tân Thuận Tây, Bình Thuận, không bao gồm khu chế xuất Tân Thuận. Chuyển sang một diễn biến khác. Hơn 50 thanh niên tụ tập tại một quán nhậu hải sản ở xã Bù Nho, huyện Phú Diềng, tỉnh Bình Phước, dự tiệc sinh nhật, bất chấp số ca mắc Covid-19 đang tăng nhanh tại tỉnh này. Ngày 11 tháng 7, lực lượng chức năng huyện Phú Diềng, tỉnh Bình Phước cho hay, vừa phát hiện và kịp thời xử lý nhóm thanh niên vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh, tụ tập dự tiệc sinh nhật tại một quán nhậu ở xã Bù Nho. Trong tối ngày 10 tháng 7, nhận được tin báo một nhóm thanh niên tổ chức sinh nhật tại quán hải sản Trương BP ở thôn Tân Hiệp 1, xã Bù Nho, chính quyền xã Bù Nho đã phối hợp với lực lượng chức năng huyện Phú Diềng nhanh chóng tới kiểm tra. Có khoảng 50 thanh niên nam nữ đang tụ tập dự tiệc sinh nhật và không bảo đảm các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Trong đó, một số người đến từ các huyện thị, thành phố đang có diễn biến phức tạp về dịch bệnh COVID-19 như Đồng Xoài, Phước Long, Bù Gia Mập, Hớn Quản. Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính, tổ chức phun khử khuẩn tại quán nhậu này, đồng thời test nhanh toàn bộ các thanh niên trên Bước đầu, toàn bộ 53 người có kết quả âm tính. Theo thống kê, từ khi xuất hiện ca dương tính đầu tiên tại huyện Trơn Thành vào ngày 30 tháng 6, đến nay tỉnh Bình Phước đã ghi nhận khoảng 30 trường hợp mắc COVID-19 ở nhiều địa phương khác nhau. Kính thưa quý vị và các bạn, nhằm chuẩn bị đối phó với dịch COVID-19, các trường cao đẳng, trung cấp, trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh phải chuẩn bị sẵn cơ sở trường lớp để tổ chức thành nơi cách ly tập trung phòng khi địa phương có yêu cầu. Ngày 11 tháng 7, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản khẩn gửi hiệu trưởng các trường cao đẳng, trung cấp, trường trung học phổ thông và giám đốc các trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn về phối hợp trong công tác cách ly phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu lãnh đạo các đơn vị sẵn sàng phối hợp với Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 Thành phố Thủ Đức và các quận huyện xây dựng kế hoạch và tổ chức sử dụng cơ sở vật chất trường học làm nơi cách ly tập trung phòng chống dịch bệnh Covid-19 khi có yêu cầu. Đồng thời, các đơn vị phải báo cáo về sở theo chế độ khẩn cấp và cập nhật thường xuyên tình hình khi sử dụng nhà trường làm nơi cách ly. Trước đó vào ngày 8 tháng 7, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có văn bản khẩn chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố tạm dừng kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2021-2022. Sở Giáo dục Đào tạo chỉ đạo thủ trưởng các đơn vị tổ chức cho cán bộ, giáo viên và nhân viên sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà, chỉ làm việc tại đơn vị trong những trường hợp thực sự cần thiết theo phân công của lãnh đạo đơn vị. Thành phố Hồ Chí Minh ngày 11 tháng 7 đã kỷ luật Đảng đối với ông Vũ Quốc Doanh, nguyên cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố và ông Võ Minh Hòa, nguyên phó cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, ông Vũ Quốc Doanh đã thiếu trách nhiệm trong tổ chức thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình, quy định về công tác cán bộ. Với vai trò của mình, nguyên cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh đã ký ban hành nhiều quyết định thi hành án bỏ sót nội dung ký duyệt chi toàn bộ tiền bán cổ phiếu và cổ tức cho ngân hàng Đại Dương khi đã có quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu của ngân hàng xây dựng Việt Nam trong vụ Hà Văn Thắm hứa thị phấn. Ngoài ra, ông Vũ Quốc Doanh cũng để chấp hành viên vi phạm nghiêm trọng trong tổ chức thi hành án vụ Huỳnh Thị Huyền Như do ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi chỉ đạo. Chuyển sang một phần tin đáng chú ý khác. Tỉnh Long An yêu cầu tạm dừng hoạt động tất cả các doanh nghiệp để xây dựng phương án sản xuất tại chỗ, ăn uống tại chỗ và nghỉ ngơi tại chỗ mới được hoạt động tiếp. Trong tối ngày 11 tháng 7, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An có văn bản yêu cầu các công ty doanh nghiệp đã ghi nhận các trường hợp F0, F1 phải tạm ngưng hoạt động ngay để tập trung thực hiện công tác truy vết khoanh vùng, cách ly và khắc phục những tồn tại hạn chế theo quy định. Đối với các công ty doanh nghiệp còn lại trên địa bàn, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An cũng yêu cầu tạm ngưng hoạt động từ 0 giờ ngày 12 tháng 7 để ra soát, xây dựng phương án bố trí nơi ăn, nơi nghỉ cho công nhân lao động ngay tại công ty theo phương châm ba tại chỗ, sản xuất tại chỗ, ăn uống tại chỗ và nghỉ ngơi tại chỗ trường hợp các doanh nghiệp đặc thù vì nhiệm vụ thực hiện công tác phòng chống thiên tai, an ninh quốc phòng và tình huống khẩn cấp khác, tỉnh Long An yêu cầu các đơn vị quản lý tổng hợp báo cáo để ủy ban dân tỉnh có chỉ đạo xử lý sau. Công ty doanh nghiệp khi đã bảo đảm ba tại chỗ thì báo với địa phương và ngành quản lý để thẩm định trước khi hoạt động trở lại. Tính đến tối ngày 11 tháng 7, tỉnh Long An đã ghi nhận 664 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 trong cộng đồng ở tất cả 15 trên 15 huyện, thị xã, thành phố. Thưa quý vị, trong chiều ngày 11 tháng 7, người dân trên địa bàn xã Tân Long, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đã quyên góp hơn 2 tấn nông sản và hàng hóa, ủng hộ bà con đang gặp khó khăn do dịch Covid-19 tại thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt, có một hộ dân đã chủ động liên hệ, quyên góp một con lợn nặng 1,2 tạ để chị em phụ nữ xã Tân Long làm muối xả thịt, đóng hộp gửi vào cho bà con vùng dịch. Đó là bà Nguyễn Thị Hạt, 52 tuổi, ngụ tại thôn Long Thành, xã Tân Long. Bà Hạt cho biết, qua theo dõi thời sự, được biết nhiều người dân ở thành phố Hồ Chí Minh đang gặp rất nhiều khó khăn vì địa bàn đang thực hiện giãn cách xã hội. Vào sáng ngày 11 tháng 7, ngay sau khi Ủy ban nhân dân xã Tân Long phát động quyên góp, gia đình của bà đã bàn bạc và quyết định ủng hộ một con lợn nặng 1,2 tạ, trị giá khoảng 8 triệu đồng để các hội viên phụ nữ trên địa bàn chế biến muối xả thịt, đóng hộp gửi vào thành phố Hồ Chí Minh. Bà chia sẻ, đó là chút lòng thành của gia đình, góp phần cùng với người dân trên địa bàn gửi đến những người dân đang gặp khó khăn do dịch bệnh. Tôi mong sao người dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ cố gắng cùng nhân dân cả nước chung tay vượt qua đại dịch này, bà mong muốn. Thưa quý vị, bản tin trong nước sáng ngày 12 tháng 7 của DKN TV đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị sức khỏe và bình an. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.